Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Trung, mình là huấn luyện viên ở Adelaide. Cái lộ trình mà khi mình đến với game á thì bắt đầu là năm 2014. Thì khi mà mình đến với bộ môn game á, thứ nhất là mình muốn có được một thân hình body theo mục tiêu của mình, theo ý muốn của mình. Thứ hai là mình muốn có là sức khỏe và cái thể lực và sức mạnh, và đây là cái đam mê của mình và phải thực hiện được nó. Đối với khách hàng á thì hầu như là mỗi người thì mỗi ý. Thì mình tìm được cái mục tiêu và mình đặt đúng mục tiêu của khách hàng. Chỉ có mình có tạo được điều kiện để đạt được mục tiêu cho khách hàng hay không. Chị đến tập ở đây cũng được 1 tháng thôi, cũng đã từng đi làm rồi, cho nên chị cảm nhận được cái cản trở về ngoại hình của chị. Chị có bệnh về cái cột sống á, cho nên là tập đây cũng có một phương pháp để giúp cho chị khỏe mạnh hơn. Khách hàng anh Thư tình trạng sức khỏe là bị gai cột sống là thứ nhất. Thứ hai tình trạng là bị đau dạ dày và còn bị thêm đó là mỡ trong máu nữa. Thì trong lúc tập luyện có rất là nhiều khó khăn. Bắt đầu một câu là bộ Adelaide Gym thì có cam kết đặt mục tiêu là giảm cho chị đó là 6kg mỡ. Tính tới thời điểm hiện tại, theo cái lộ trình mà chị đó đi, từ lúc mà cơ bản và lên lúc nâng cao tới hiện tại bây giờ, thì số cân nặng mà mỡ của chị đã được giảm là 3kg. Đầu tiên là anh sẽ cho chị những cái bài tập phù hợp, rồi ảnh luôn cổ vũ tinh thần chị. Những lúc mà chị tưởng là chị mệt, chị sắp chết rồi đó, ảnh kêu ráng lên, còn có 2-3 cái nữa, ráng lên em ơi, sắp xong rồi, cố lên, muốn đẹp mà lên, cố lên thì đó. Rồi lúc mà chị tập cái gì đó, ảnh luôn hỏi chị kỹ càng là em có cảm thấy em đau cái lưng không, có gì nhớ đau nhất gì nhớ nói anh nha. Rồi cứ tới giờ là nhắn tin chị em ơi đi tập, em ơi tới chưa. Rồi cứ bữa cơm rồi ảnh nhắc chị là sẽ ăn, cần ăn những gì. Và chị thì chụp cái bữa cơm của chị thì anh sẽ góp ý cho chị là em nên ăn cái này, em thêm cái gì đó, rồi em nên bỏ một thứ gì đó. PT Thanh Trung là một người bạn, một người anh và cũng là một người bác sĩ cho chị. Là anh hỗ trợ cho chị rất nhiều cho bệnh tình của chị, cũng như là giúp cho chị trở nên xinh đẹp và hoàn mỹ hơn chăng. Cảm thấy là rất là may mắn khi mà được tập luyện với anh. Em cảm ơn anh rất là nhiều và hy vọng chúng ta có thể tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa. Thì chung khuyên khách hàng là nên chọn lựa một cơ sở vật chất và một cơ sở cảm thấy uy tín nhất. Thì nơi đây là Adelaide Gym sẽ cho bạn thấy được những gì các bạn đặt ra mục tiêu. Những người huấn luyện viên còn hỗ trợ cho bạn suốt những ngày khi các bạn tập luyện ở đây. Chúng tôi không phải là một người huấn luyện viên, chúng tôi còn là một người hỗ trợ và chia sẻ và đồng hành với mọi khách hàng trong lộ trình đến câu lạc bộ Adelaide Gym.